Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, kính thưa Tiến sĩ Nguyễn Văn Thọ và kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu. Thì bài đầu tiên của Tiến sĩ Thọ chúng ta cũng đã thấy trình bày rất là rõ về cái hướng dẫn trên thực hành lâm sàng. Đối với cả bác sĩ lâm sàng, chúng ta đứng trước một bệnh nhân COPD thì chúng ta sẽ chọn cái phác đồ như thế nào để đạt được cái tối đa cái điều trị, đạt cái hiệu quả tối đa, và người ta gọi đấy là phác đồ điều trị thích hợp. Cho nên là với cái mục tiêu của bài hội thảo và bài chia sẻ của tôi đấy là cũng muốn chia sẻ với quý vị đồng nghiệp là đứng trước trên một bệnh nhân mà bị COPD thì chúng ta phải đánh giá thế nào để mình thay đổi cái phác đồ điều trị để phù hợp với từng cá thể bệnh nhân của chúng ta, chứ không phải mỗi tháng chúng ta đến lại một cái đơn thuốc giống như nhau ạ. Và thì cái đấy là cái mà chúng tôi muốn là chia sẻ. Cái thứ hai nữa là, tuy nhiên là trên thực tế chúng ta cũng thấy rất là khó, đấy là vì là cái thuốc bảo hiểm người ta cung cấp, rồi ngoài thuốc ngoài bảo hiểm thì bệnh nhân cũng không phải sẵn sàng chia sẻ. Tuy nhiên là với một cái đơn để thích hợp nhất, phù hợp nhất và bệnh nhân của chúng ta mà đạt được hiệu quả tối đa thì đấy là cái hướng tới của các bác sĩ trên lâm sàng. Và tôi xin trình bày cái nội dung ngày hôm nay, đấy là cái khuynh hướng chuyển đổi trong điều trị COPD trên thực hành lâm sàng. Và cái phần đầu tiên đấy là về thực trạng điều trị COPD hiện nay. Thứ hai đấy là mục tiêu điều trị, khuynh hướng chuyển đổi. Và cái thứ ba nữa là tại sao lại chuyển đổi. Tức là chúng ta sẽ điểm qua những cái bằng chứng, cả là những cái căn cứ mà tại sao với cái GOL 2019 thì chúng ta thấy là có cái phác đồ đấy là hướng dẫn các bác sĩ lâm sàng chúng ta chuyển đổi cái phác đồ điều trị thuốc. Vâng, thì COPD đấy là cái vấn đề toàn cầu, cả ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Thì các bác sĩ chúng ta đều thấy rằng là rõ ràng trên thế giới, cũng đặc biệt ở Việt Nam chúng ta, còn rất nhiều các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chưa được chẩn đoán sớm, chưa được điều trị chưa được điều trị thích hợp để đạt tối đa cái hiệu quả. Và với cái số liệu nghiên cứu trên phạm vi quốc gia ở chỗ thầy Nhung điều tra thì chúng ta cũng thấy rằng là đây là cái con số đến thời điểm hiện tại, thì là tỷ lệ bệnh nhân COPD chúng ta là 4,2%, nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy rằng là chắc chắn cái con số này còn cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên là với những cái đặc điểm riêng đấy là về về tỷ lệ nam thì gặp nhiều hơn là nữ, với cái tỷ lệ nam là khoảng 7,1% và nữ là 4,2%. Và đặc biệt là trong số những bệnh nhân COPD chúng ta thì rất nhiều những trường hợp COPD ở giai đoạn 3 và giai đoạn 4, đấy là giai đoạn B và giai đoạn C, đấy là cái giai đoạn mà triệu chứng rất là nặng và cần đòi hỏi những cái can thiệp điều trị tối đa. Và cũng như bài chia sẻ của Tiến sĩ Thọ, và trên thực tế chúng ta thấy rằng là gì? Rất nhiều bệnh nhân COPD của chúng ta đang được dùng ICS. Và một câu hỏi đặt ra là với cái việc dùng ICS như vậy thì nó đã thích hợp cho bệnh nhân của chúng ta hay chưa trên thực tế lâm sàng. Với hen thì đấy là một trong những cái phác đồ điều trị hàng đầu, nhưng với COPD, với những cái nghiên cứu bằng chứng thì chúng ta thấy rằng là nếu bây giờ chúng ta dùng quá nhiều ICS trong cái phác đồ điều trị thì cái này là chúng ta phải đặt cái vấn đề về câu hỏi. Vì sao? Vì là ngoài cái bên cạnh là cái hiệu quả có đạt được hay không, thì những cái nhóm bệnh nhân COPD mà dùng ICS thì người ta thấy rằng là có rất nhiều những cái tác dụng phụ và những cái tác dụng không mong muốn. Và những cái tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn đấy thì đã có những cái nghiên cứu bằng chứng và được đăng tải trên tạp chí Y tế Thế giới. Vì là khi mà dùng ICS, mặc dù mình nghĩ rằng là nó chỉ có tác dụng tại chỗ, nhưng mà nó đã gây nên những cái biến chứng, những cái tác dụng không mong muốn toàn thân. Ví dụ như là bệnh nhân có nguy cơ tăng gãy xương, những cái bệnh nhân mà có tác dụng tại chỗ rồi tăng nguy cơ nhiễm trùng, thì cái này là cái mà chúng ta cũng quan tâm đến để chúng ta cân nhắc trên bệnh nhân của chúng ta. Vâng. Và đây là điểm qua những cái nghiên cứu được công bố, tập hợp những nghiên cứu được công bố vào năm 2013, thì chúng ta thấy rằng là những cái tác dụng không mong muốn của ICS chúng ta biết đấy là viêm phổi này, rồi tăng tỷ lệ bị lao, gãy xương, những cái tổn thương ngoài da, tổn thương ở mắt, những cái trường hợp mà có tổn thương tại chỗ như candida ở nấm và tiểu đường, thì đây là những cái tác dụng mà không mong muốn đối với cả bệnh nhân COPD khi dùng ICS. Và các bác sĩ chúng ta khi trên thực hành lâm sàng chúng ta phải quan tâm những cái điều này để chúng ta cân nhắc giữa cái lợi ích với cả những cái tác dụng phụ, những cái mong muốn, những cái tác dụng không mong muốn trên bệnh nhân. Tiếp đến là gì? Chúng ta nói nhiều đến cái về vấn đề là dùng thuốc như thế nào, nhưng mà về cải thiện triệu chứng, nhưng mà trong tất cả những cái lần tái khám thì cái tần suất xuất hiện đợt cấp thì các bác sĩ chúng ta cũng hết sức lưu ý. Vì rõ ràng một bệnh nhân đến mà với nhiều cái đợt cấp thì tiên lượng sẽ rất kém, và đặc biệt là cái diễn biến của bệnh nhân sẽ tiến triển rất nhanh. Thì một cái nghiên cứu gần đây nhất về năm 2016, người ta thấy rằng là diễn tiến COPD sau lần nhập viện đầu tiên do đợt cấp nặng, thì ở những cái bệnh nhân này, nếu mà bệnh nhân không được kiểm soát tốt, điều trị tốt, thì cái tiên lượng của bệnh nhân sẽ rất là kém. Và ở những cái bệnh nhân mà COPD nhập viện nhiều lần, thì chúng ta thấy rằng đây là một cái vòng tròn
luẩn quẩn, đúng không? Và mọi những cái bệnh nhân này thì tiên lượng rất là kém. Vì sao? Vì với bệnh nhân đợt cấp vào thì đại đa số trường hợp là do nhiễm trùng thì chúng ta phải dùng kháng sinh. Kháng sinh thì cái mức độ dùng kháng sinh của chúng ta thì lại phải bao phủ càng ngày càng rộng lên. Và đặc biệt đấy là cái khuyến cáo dùng corticoid toàn thân lặp đi lặp lại. Và các bác sĩ lâm sàng chúng ta khi mà ra ban thì ô bệnh nhân lại nhập viện à, đúng không? Thì cái đấy là cái rất thường xuyên trên bệnh nhân ở COPD của chúng ta. Nếu mà bệnh nhân không được chẩn đoán và điều trị ngoại trú tốt thì với cái vòng xoắn này thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân của chúng ta ngoài cái việc mà không được cải thiện triệu chứng, chất lượng cuộc sống giảm thì bệnh nhân còn rất nhiều những cái bệnh đồng mắc, những cái tác dụng không mong muốn khi mà dùng cái phác đồ điều trị. Và một cái lý do người ta thấy là cần phải chuyển đổi trong điều trị, chúng ta phải cần phải xem lại cái phác đồ điều trị của chúng ta, cái phác đồ điều trị đầu tiên đã thích hợp hay chưa, phù hợp hay chưa, và mỗi một lần tái khám thì các bác sĩ chúng ta phải đánh giá lại. Vì sao lại như vậy? Vì thứ nhất là chúng ta phải đánh giá xem là cái chỉ định đầu tiên của chúng ta phù hợp chưa. Đối với bệnh nhân này chúng ta rà soát tất cả các tiêu chí thì dùng phác đồ điều trị đầu tiên như thế nào, đúng không? Và cái nguy cơ đợt cấp có giảm không, rồi có cải thiện triệu chứng, rồi có tăng khả năng vận động hay là tình trạng sức khỏe chung, thì những cái này chúng ta phải, rồi tác dụng phụ, và đặc biệt là xem là cái hiệu quả điều trị như thế nào, triệu chứng giảm làm sao và kiểm soát cái đợt cấp ra sao. Thì đây là những cái tổng thể mà trên thực tế lâm sàng chúng ta phải hết sức lưu ý. Tôi đi vào phần thứ hai, đấy là cái mục tiêu điều trị và cái khuynh hướng chuyển đổi. Thì với cái mục tiêu điều trị, chúng ta đã biết với goal của tất cả các năm chúng ta đều thấy là phải giảm triệu chứng và giảm yếu tố nguy cơ. Và với GOL 2019 thì người ta nhấn mạnh đấy là gì? Chúng ta với mỗi lần tái khám chúng ta phải đánh giá, chúng ta phải kiểm tra trên bệnh nhân và đặc biệt là chúng ta phải điều chỉnh, tăng hay giảm liều thuốc. Và đặc biệt là như phần đầu tiến sĩ Thọ đã chia sẻ, đấy là chúng ta phải rất quan trọng xem là bệnh nhân dùng thuốc như thế nào, sử dụng các dụng cụ phân phối thuốc ra làm sao. Thì cái đấy là cái mà cái tiêu chí các bác sĩ lâm sàng chúng ta phải quan tâm. Vâng, với cái slide này thì chúng ta thấy rằng là GOL 2016 người ta để dành riêng để hướng dẫn các bác sĩ lâm sàng chúng ta những cái khuynh hướng chuyển đổi trong điều trị COPD. Thì ở đây người ta chia ra là đối với cái nhóm mà bệnh nhân có triệu chứng khó thở, và một cái nhóm đấy là gì? Bệnh nhân có cái tiền sử nhiều đợt cấp. Thì với cái phác đồ điều trị đầu tiên mình có thể chọn theo khuyến cáo đấy là cái thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài, dùng đơn độc. Sau đấy thì mình đánh giá để mình có thể là thêm thuốc, tăng thuốc, giảm thuốc. Và ở đây người ta cũng thấy rõ ràng là gì? Có cái sự chuyển đổi của các phác đồ. Nếu mà khi mà trong trường hợp mà chúng ta dùng đã gọi là thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài mà kép, tức là dùng đã dạng phối hợp rồi, đúng không? Thì chúng ta phải đánh giá xem là có đỡ hay không. Hay là cái nhóm mà chúng ta dùng ICS-LABA đơn thuần, hay là bệnh nhân dùng 3 thuốc phối hợp, thì chúng ta sẽ phải chuyển đổi với nhau. Sau khi điều trị mà chúng ta thấy rằng là cái phác đồ đấy không phù hợp thì chúng ta phải chuyển đổi. Và với cái phác đồ mà khuyến cáo để phối hợp giữa hai thuốc giãn phế quản LABA LAMA mà triệu chứng khó thở vẫn còn, thì lúc đấy chúng ta phải đánh giá xem là cái dụng cụ phân phối thuốc dùng làm sao, và đặc biệt là tìm có các nguyên nhân nào đấy kèm theo không. Vì chúng ta thấy rằng là có những nghiên cứu người ta thấy rằng là 100% những cái bệnh nhân COPD chúng ta có những cái bệnh đồng mắc, và bệnh đồng mắc tỷ lệ nhiều nhất đấy là gì ạ? Là bệnh lý về tim mạch. Đấy, thì ngoài cái việc mà chúng ta đánh giá cái triệu chứng COPD khó thở thì chúng ta phải tìm các căn nguyên khác. Thì đây là những cái mà chúng ta thấy rằng là với cái sơ đồ này thì rõ ràng các bác sĩ lâm sàng chúng ta phải chuyển đổi, có khuynh hướng chuyển đổi để phù hợp với từng cá thể bệnh nhân. Và đối với bên cạnh là những cái bệnh nhân mà có tiền sử nhiều đợt cấp, và như cái phần trên đã nói rồi, như chúng ta đã thấy biết đấy là những cái trường hợp mà tiên lượng rất là nặng, thì cái việc mà chuyển đổi giữa các nhóm thuốc chúng ta cũng phải hết sức quan tâm. Ví dụ hiện tại bây giờ chúng ta đang dùng ICS với LABA ở trong cái khuyến cáo đấy là ở những cái bệnh nhân mà có hội chứng ACO, những cái bệnh cân mà có bạch cầu ái toan tăng, thì chúng ta cũng có thể phải cân nhắc là có thêm là thuốc LAMA kéo dài hay không, đúng không? Đấy, và chúng ta sẽ chuyển đổi những cái phác đồ như vậy để làm thế nào chọn một cái phác đồ tối ưu trên bệnh nhân của chúng ta và đạt được cái mục tiêu điều trị. Và điều chỉnh thuốc điều trị duy trì theo GOL thì chúng ta thấy rằng là đáp ứng với điều trị khởi đầu thì sẽ duy trì, nhưng mà đáp ứng kém thì chúng ta phải thuốc thì chúng ta phải thêm thuốc, đổi thuốc để làm nào tăng hiệu quả điều trị, và thêm thì giảm như nào. Nếu bệnh nhân khó thở thì chúng ta phải tối ưu hóa cái thuốc giãn phế quản, từ tác dụng ngắn thì chuyển thành dài, rồi giãn phế quản đơn thì chuyển thành kép, đúng không? Chúng ta phải tăng cái thuốc giãn phế quản lên, và người ta vẫn khuyến cáo là dùng cái thuốc giãn phế quản dạng đường tại chỗ thì là nó tối ưu. Rồi nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân nhiều đợt cấp thì phải dùng tối ưu hóa cái thuốc giãn phế quản, tức là phải dùng cái loại kép và phối hợp.
Rồi có thể phối hợp thêm Margolit, Rofluvimat vì khi mà cái bạch cầu ái toan không tăng, và chỉ thêm ICS khi mà bạch cầu ái toan tăng. Thì cái này là cái mà chúng ta sẽ lưu ý khi mà thực hiện trên lâm sàng. Rồi giảm, ngưng hoặc chuyển đổi cái dạng ICS sang cái chế độ dùng mà không ICS khi mà thấy không có hiệu quả, hoặc là bên cạnh bệnh nhân xuất hiện những cái tác dụng không mong muốn. Thì cái này là cái mà chúng ta lưu ý. Và kỹ thuật dùng thuốc cũng rất quan trọng. Và cái này thì các bác sĩ chúng ta trên thực hành lâm sàng phải nhớ để kiểm tra, để đánh giá cái việc thực hiện đúng của bệnh nhân. Và tôi điểm qua một vài cái nghiên cứu để làm sao là với cái bằng chứng này để Gold 2019 người ta đến những cái khuynh hướng chuyển đổi. Đấy là một cái nghiên cứu Ristan, nghiên cứu trên tổng số bệnh nhân độ khoảng 4.400 bệnh nhân COPD ở mức độ trung bình. Thì những cái bệnh nhân này thì cái điều trị ban đầu có thể là ICS phối hợp với LABA, hoặc là nhóm chỉ dùng LABA hoặc LAMA lúc đầu. Thì với hai cái nhóm này thì người ta chia ra với mỗi nhóm, thì một nhóm là tiếp tục dùng phác đồ điều trị ban đầu, và cái nhóm thứ hai thì dùng LABA, LAMA phối hợp. Và cũng tương tự như vậy đối với cả cái nhóm bắt đầu sử dụng LABA hoặc LAMA. Thì với kết quả nghiên cứu thì người ta cũng thấy là khi mà dùng LABA, LAMA thì nó cải thiện cái chức năng phổi FEV1, rồi đặc biệt nữa là cải thiện về cái triệu chứng khó thở ở trên bệnh nhân COPD. Và cũng với nghiên cứu này thì cái nhóm mà dùng ICS và dùng LABA, LAMA phối hợp thì nó giúp giảm cái sử dụng thuốc cắt cơn. Tức là với cái bằng chứng này ta thấy rằng là nó kiểm soát được cái triệu chứng, và đặc biệt là xuất hiện những cái đợt cấp. Tiếp tục cái nghiên cứu PO thì với cái nghiên cứu này cũng là một cái nghiên cứu lớn được thực hiện ở 45 trung tâm. Thì với cái nghiên cứu này thì người ta sẽ nghiên cứu trên cái nhóm đối tượng bệnh nhân COPD mà có cái mức độ giới hạn thông khí từ trung bình đến nặng, tức là với cái chỉ số FEV1 sau khi dùng thuốc giãn phế quản từ 30 đến 80. Và đặc biệt là ở cái nhóm bệnh nhân này, mặc dù là ở cái giai đoạn này nhưng mà người ta loại những cái bệnh nhân mà đã điều trị 3 thuốc phối hợp trước. Thì với cái việc mà bệnh nhân dùng thuốc ICS LABA hoặc là LABA LAMA đơn độc chuyển trực tiếp sang dùng cái nhóm LABA LAMA phối hợp thì cũng thấy là giúp cải thiện vượt trội về FEV1. Và cũng với nghiên cứu này thì đã thấy rằng là nó cải thiện được cả triệu chứng, nó vượt trội hơn so với hai nhóm còn lại. Thì đây là điểm những cái nghiên cứu mà chúng ta thấy là những cái bằng chứng khi phối hợp với LABA LAMA thì nó vượt trội hơn dùng cái đơn độc LAMA và với ICS và LAMA. Nghiên cứu DACO, một cái nghiên cứu trên 6.000 bệnh nhân COPD, đây là một cái nghiên cứu quan sát thôi. Thì với có trong đấy thì có 4.000 bệnh nhân thì đã dùng cái nhóm LABA LAMA phối hợp, còn 2.000 bệnh nhân là trước đấy là dùng ICS LABA hoặc là dùng 3 nhóm thuốc phối hợp. Thì sau đấy thì nó chuyển đổi sang LABA LAMA. Thì với nhóm nghiên cứu này thì chúng ta cũng thấy rằng là khi chuyển đổi sang LABA LAMA thì nó giúp giảm cái tỷ lệ đợt cấp chuyển từ ICS LABA, và tỷ lệ đợt cấp thì tương đương khi mà chuyển bộ 3, tức là mình có thể là giảm cái việc dùng thuốc ICS. Đấy, thì đây là những cái nghiên cứu bằng chứng mà chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể giảm thuốc được, mặc dù là bệnh nhân có điều kiện hoặc bảo hiểm chi trả, nhưng mà với cái nghiên cứu quan sát thì chúng ta có thể là chọn cái phác đồ tối ưu, tức là mình có thể bớt thuốc đi trong cái phác đồ điều trị của bệnh nhân. Và cái phần cuối cùng đấy là bằng chứng về chuyển đổi, thì chúng ta đã nói rất nhiều đến cái câu chuyện là cái việc sử dụng các dụng cụ phân phối thuốc ở trên bệnh nhân là cái vấn đề rất rất quan trọng. Bệnh nhân của chúng ta thì nhiều tuổi, có rất nhiều các bệnh đồng mắc, và việc họ sử dụng dụng cụ phân phối thuốc thì chúng ta phải đánh giá, phải kiểm tra. Có những cái dụng cụ mà nó rất là tốt dùng nhưng mà với các bước phức tạp thì cũng là những cái khó khăn cho bệnh nhân. Thì với cái dụng cụ, với cái LABA LAMA của công ty Novartis, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là với cái nghiên cứu điểm qua về cái kỹ thuật HIT của cái dụng cụ thuốc phân phối Ultibro mà hiện tại bảo hiểm đang chi trả, tức là mình đang dễ dàng sử dụng ở trên Việt Nam, thì chúng ta cũng thấy rằng là với cái dụng cụ này thì đây là một cái nghiên cứu quan sát trên độ khoảng 3.400 bệnh nhân với 6 loại dụng cụ thông thường, thì người ta thấy rằng là cái Prehaler thì là dụng cụ là có tỷ lệ không mắc sai sót nhiều nhất, tức là nó dễ dàng sử dụng, đơn giản, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà nhiều tuổi mà người ta rất khó phối hợp giữa các động tác, thì thấy rằng là đấy, thì đấy là một những cái thông tin để chúng ta cân nhắc là cái đối tượng bệnh nhân của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ chỉ định để cho nó phù hợp. Chúng ta cũng biết là cái Spira Respimat của công ty Boehringer thì cũng rất là tốt, nhưng mà có những cái thao tác mà bệnh nhân của chúng ta có thể là khó khăn khi mà dùng, cho nên cái việc chọn cái dụng cụ phân phối thuốc thì nó phải phù hợp trên cái đối tượng của bệnh nhân. Và cái dụng cụ của Prehaler thì qua nghiên cứu này chúng ta thấy rằng là nó có là cái dụng cụ mà nó không mắc sai sót cao nhiều nhất.
Và với cái người ta cũng nghiên cứu thấy rằng là prehaler thì nó cho cái nó đảm bảo có cái kháng lực thấp hơn các dụng cụ khác, tức là bệnh nhân dễ dàng hít và đảm bảo được đạt cái tối đa cái tác dụng. Cũng như vậy, với cái có rất nhiều bệnh nhân của chúng ta phàn nàn là tôi dùng thuốc không biết là có thuốc hay không và thuốc có vào được hay không. Thì qua nghiên cứu là thấy rằng là khi dùng cái dụng cụ này thì nhìn thấy cái viên thuốc được vào, đúng không? Và khi chúng ta có thể nghe, bệnh nhân có thể nghe thấy, cảm thấy, và cái việc mà bệnh nhân thấy yên lòng hơn thì trong cái nghiên cứu khi mà sử dụng thì cái prehaler thì cũng thấy là nó tốt, cảm nhận của bệnh nhân thấy dễ chịu hơn so với các dụng cụ khác. Thì đấy là cái mà chúng ta sẽ cân nhắc lựa chọn trên lâm sàng để phù hợp với đối tượng bệnh nhân của chúng ta. Và tôi cũng rất xin lỗi vì phải trình bày nhanh, vì trước khi tôi lên đây thì giáo sư Nhung có nói là phải trình bày nhanh, không thì sẽ không có thời gian để trao đổi, cho nên là tôi sẽ trình bày đến cái slide cuối cùng. Đấy là kết luận thì về thực trạng điều trị CB hiện nay thì còn rất nhiều vấn đề về việc dùng ICS rộng rãi. Thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng trên thực tế lâm sàng của chúng ta có rất nhiều những cái khó khăn mà các bác sĩ chúng ta sẽ rất khó để có thể kiểm soát được. Và LABA LAMA thì là nền tảng trong điều trị CBD, và đây là cái trung tâm trong chuyển đổi đã được Gold 2019 nhấn mạnh đến. Và chuyển đổi cái dạng phối hợp LABA LAMA từ LABA LAMA đơn dùng đơn độc hoặc ICS LABA thì nó giúp được cải thiện chức năng phổi cũng như là cải thiện triệu chứng, và đặc biệt là cũng có bằng chứng là thấy giảm cái tỷ lệ mắc đợt cấp. Và cái dụng cụ prehaler thì qua các nghiên cứu quan sát thì thấy rằng là dễ sử dụng và nó cũng đạt được cái hiệu quả. Và tôi xin hết phần trình bày của mình, xin trân trọng cảm ơn ạ.